Hoan hỷ chào mừng quý cô bác, anh chị đã đến và quay trở lại với chuyên mục tử vi 12 con giáp mới nhất trên kênh Minh Đường Tử Vi ngày hôm nay. Lần đầu tiên, thay mặt cho ban biên tập chương trình, những người làm chương trình, Minh Đường Tử Vi xin được gửi lời chào, lời chúc tới quý cô bác, anh chị sức khỏe, hạnh phúc, bình an, gặp dự hóa lành, gặp hung hóa cát, làm gì cũng hanh thông, thuận lợi, buôn may bán đất là một được 10, vận may liên tục kéo tới, phúc lộc đẻ đa, giàu sang viên mãn tới già. Và nếu như quý cô bác, anh chị là lần đầu tiên đến với kênh Minh Đường Tử Vi thì hãy hoan hỷ đăng ký kênh, ấn chuông ở phía bên dưới để được đón xem những video mới nhất mà ban biên tập chương trình Minh Đường Tử Vi đăng tải, cũng như là thấy nội dung video hay, hữu ích thì hãy like, chia sẻ video cho mọi người cùng xem. Quý cô bác, anh chị cũng đừng quên để lại ý kiến đóng góp ở phía bên dưới phần bình luận kênh Minh Đường Tử Vi. Vô cùng cảm ơn quý cô bác, anh chị. Và trong nội dung video ngày hôm nay mà ban biên tập chương Minh Đường Tử Vi muốn chia sẻ tới quý cô bác, anh chị, đó chính là nội dung như sau. Chấn động, tiên tri báo trước cực chính xác, tuần vàng hốt bạc tháng 7 âm lịch 2024 của tuổi Ất Mão sinh năm 1975, hợp vía thần tài, chúng lớn bất ngờ, trả sạch nợ nần, ẵm 100 tỷ gửi ngân hàng. Quý khán giả thân mến, thoáng chốc chúng ta đã bước qua nửa đầu năm 2024 với những biến động khác nhau trong vận trình của mỗi người. Có người gặp khó khăn, làm gì cũng không thành công, nhưng cũng có người đón nhận nhiều may mắn, hồng phúc, tề thiên, tiền tài sung túc, giàu có đến tận già. Và trong chương trình ngày hôm nay, lá số tử vi có dự báo rằng con giáp tuổi Ất Mão sinh năm 1975 sẽ được các tinh soi chiếu, hưởng tài lộc từ bề trên, cánh cửa vận xui bị đóng lại, tài lộc hân hoan đổ về nhà. Đặc biệt, trong tháng 7 âm lịch này sẽ là thời điểm quan trọng và đầy cơ hội cho những người tuổi Ất Mão, vạn sự hanh thông, cầu tài cầu lộc đều được như ý. Đây sẽ là khoảng thời gian mà bạn có thể thấy những nỗ lực và sự cố gắng của mình được đền đáp xứng đáng. Vậy, vận trình tử vi chi tiết của con giáp này sẽ diễn ra như thế nào trong tháng 7 âm lịch, tuần nào hốt vàng hốt bạc? Tất cả sẽ được Minh Đường Tử Vi luận giải chi tiết trong video ngày hôm nay. Mời quý khán giả cùng theo dõi và chiêm nghiệm. Người tuổi Ất Mão đại diện cho những con người thông minh, mưu trí, nhanh nhẹn và có con mắt tinh tế, biết nhìn xa trông rộng, người này rất tốt bụng, nhiệt tình và luôn sẵn sàng giúp đỡ những người gặp khó khăn. Họ có khả năng thích nghi với hoàn cảnh, chịu đựng những áp lực của cuộc sống, công việc. Rất nhiều người yêu quý tuổi Ất Mão bởi sự cởi mở, tốt tính của họ. Tuổi Ất Mão nếu giúp đỡ người khác sẽ rất nhiệt tình, giúp đỡ hết mình, không bao giờ cầu lợi cho bản thân. Họ không thích phải đối mặt với nguy hiểm, thậm chí là luôn tìm cho mình sự an toàn, dù trong bất kỳ tình huống, hoàn cảnh nào, những người này đều có khả năng điều khiển cảm xúc, giữ thái độ bình tĩnh, hòa hợp. Tuổi Ất Mão thích cuộc sống tự do, yên bình với những người xung quanh, họ điềm đạm và dường như không bao giờ nổi nóng, khá nhạy cảm, dễ bị tổn thương bởi những sai lầm của người khác. Những người tuổi Ất Mão thích hưởng thụ, không bao giờ đặt mình vào nguy hiểm, họ luôn mong muốn mình và những người xung quanh được sống trong hòa bình, hạnh phúc, không chiến tranh, mâu thuẫn. Đôi lúc họ trở nên khá bảo thủ, không nghe theo lời khuyên của bất kỳ ai, điều đó khiến những người này tụt hậu, trở nên tù túng và lười biếng. Những người này khá nhạy cảm, dễ xúc động và có đời sống nội tâm, phong phú. Bởi vậy, tuổi Ất Mão dễ tổn thương, cũng dễ tha thứ cho những lỗi lầm của người khác. Trong một số trường hợp, họ có nhiều phán đoán nhanh chóng, chính xác như thể được giác quan thứ 6 mách bảo. Đối với họ không gì quan trọng bằng gia đình, vì vậy tuổi Ất Mão dành cả đời để xây dựng một mái ấm hạnh phúc, yêu thương. Những lúc mệt mỏi, áp lực, gia đình chính là nguồn động lực giúp họ lấy lại thăng bằng và tiếp thêm sức mạnh để tiến lên phía trước. Tuổi Ất Mão sẵn sàng chia sẻ tài sản của mình cho những người thân xung quanh mà không cần đắn đo suy nghĩ, đôi khi họ bị người khác lợi dụng mà không hay biết. Có lúc tuổi Ất Mão trở nên lười biếng và thích hưởng thụ, họ rất coi trọng hình thức bên ngoài của mình. Bởi vậy, bạn sẽ không bao giờ thấy tuổi Ất Mão ra khỏi nhà với trang phục luộm thuộm, mái tóc khô sơ. Cho dù không có điều kiện về kinh tế nhưng tuổi Ất Mão sẵn sàng đầu tư một khoản tiền lớn để chăm sóc sắc đẹp cho bản thân. Họ thích trưng diện những bộ trang phục độc đáo, lạ mắt, không trùng lặp với bất kỳ ai. Những người tuổi Ất Mão nổi tiếng bởi sự nhanh nhẹn, tháo vát không ai bằng, họ ít khi tập trung vào công việc, nhưng khi đã làm hết mình,
tuổi Ất Mão thường đạt được nhiều thành công ngoài mong đợi. Những người này không thích sự ồn ào của đám đông, thay vì tham gia các sự kiện lớn, họ lại chọn những nơi yên tĩnh, ít người để nghỉ ngơi, thư giãn. Bởi vậy, nhiều người cho rằng tuổi Ất Mão thật lười biếng, không có trách nhiệm. Có thể nói, tuổi Ất Mão là những con giáp may mắn nhất cả về đường công danh, sự nghiệp, lẫn tình duyên. Trong cuộc đời mỗi khi khó khăn, tuổi Ất Mão lại được quý nhân phù trợ, giúp đỡ, cả đời được sống an nhàn, bình yên. Những người này có duyên trong lĩnh vực kinh doanh, buôn bán nếu có sự cố gắng sẽ đạt được nhiều thành công. Bởi sự nhạy cảm của mình mà tuổi Ất Mão rất dễ bị tổn thương vì những lời nói gay gắt, phê bình của người khác. Bình thường họ rất vui vẻ, cởi mở, nhưng một khi đã bị xúc phạm, tuổi Ất Mão trở nên thờ ơ, lạnh lùng một cách đáng sợ. Đối với những người thân xung quanh, họ thể hiện sự ân cần dễ dàng của mình mọi lúc, mọi nơi. Điều đó khiến mọi người cảm thấy hài lòng và dành nhiều tình cảm yêu mến cho tuổi Ất Mão. Trong cuộc sống với các mối quan hệ, họ tìm cách dĩ hòa vi quý, thêm một người bạn và bớt đi kẻ thù. Tuổi Ất Mão không thích chiến tranh, mâu thuẫn gây sự với bất kỳ ai, nhưng một khi có người xúc phạm, họ sẽ trở nên cộc cằn, khó chịu. Người tuổi này có nhiều mục tiêu, chí hướng, song không quyết tâm, kiên trì, thường nản chí trước khó khăn, thử thách. Một khi đã tập trung vào công việc, tuổi Ất Mão khiến mọi người kinh ngạc về sự nhanh nhẹn, thông minh, tài trí của mình. Người này làm việc năng suất gấp nhiều lần người khác. Tuy nhiên, họ chỉ thực sự hứng thú với công việc của mình khi cảm thấy thoải mái, tự do. Nếu quá áp lực, căng thẳng, tuổi Ất Mão nhanh chóng bỏ cuộc. Phụ nữ tuổi Ất Mão thường là những cô nàng có ngoại hình ưa nhìn, hành động, cư xử dịu dàng, ân cần, họ phóng thoáng, rộng lượng với bạn bè và những người thân xung quanh. Những người này sẵn sàng đầu tư một khoản lớn để chăm sóc hình thức bên ngoài của mình. Cô nàng tuổi Ất Mão có con mắt khá tinh tế và sắc sảo. Họ có thể hiểu thấu được những suy nghĩ thầm kín của người khác, bởi vậy họ luôn là người vợ đảm đang, là cánh tay phải đắc lực cho chồng của mình khi cần thiết. Đặc biệt, trong đời sống hôn nhân, phụ nữ tuổi Ất Mão biết nhường nhịn, bao dung và tha thứ, đây chính là nền tảng cho một mối quan hệ lâu dài. Phụ nữ tuổi Ất Mão khi lựa chọn người bạn đời thường có xu hướng tìm kiếm người có kinh tế mạnh, địa vị, quyền lực trong xã hội. Họ thích cuộc sống hưởng thụ mà không phải lao động vất vả, điều đó khiến cô nàng trở nên thực dụng trong mắt nhiều người. Đàn ông tuổi Ất Mão tuy bên ngoài lạnh lùng, mạnh mẽ, nhưng thực ra họ cũng yếu đuối và nhạy cảm. Họ thấu hiểu với cuộc sống của những con người nghèo khó, bất hạnh và luôn tìm cách giúp đỡ những người gặp khó khăn. Anh chàng này khá hiền lành, không thích đấu khẩu, không thích gây sự với bất kỳ ai trong giới hạn, có thể người này biết nhẫn nhịn khi cần thiết. Với sự ân cần dịu dàng của mình, anh chàng tuổi Ất Mão được nhiều cô nàng để ý. Tuy nhiên, họ sẽ chỉ hướng về một người duy nhất chung thủy với mối tình của mình. Khi đã lập gia đình, tuổi Ất Mão sẽ vẫn giữ thái độ dịu dàng, ân cần với những người xung quanh. Họ sẽ không bao giờ để vợ con và những người thân trong gia đình phải chịu thiệt thòi, thiếu thốn. Trong số 12 con giáp, đàn ông tuổi Ất Mão là những người giàu lòng vị tha, bao dung nhất. Họ luôn sẵn sàng lắng nghe, chia sẻ với người khác, thậm chí là hy sinh bản thân mình để giúp đỡ kẻ yếu đuối. Đàn ông tuổi Ất Mão thà bị cho là nhát gan, yếu đuối, chứ không bao giờ đẩy bản thân mình vào những nguy hiểm. Họ không có những tham vọng như người khác. Cuộc sống của tuổi Ất Mão đơn giản, chỉ cần tình yêu thương và sự bình yên, những người này khác cẩn thận, kỹ càng. Vì vậy, trước khi đưa ra quyết định, họ thường suy nghĩ rất lâu, có đôi lúc đàn ông tuổi Ất Mão tỏ ra bảo thủ, gia trưởng, khiến người khác rất khó chịu, nhưng cũng có lúc họ hài hước, thân thiện, cởi mở, tạo bầu không khí vui vẻ cho mọi người. Và sau đây là tổng quan vận trình tháng 7 âm lịch của tuổi Ất Mão, sinh năm 1975, trong năm 2024. Tử vi tháng 7 năm 2024, tuổi Ất Mão âm lịch, có thể ban đầu khi bước vào bất cứ việc gì, con giáp tuổi Ất Mão cũng rất ngây thơ, nghĩ rằng ai cũng tốt bụng hiền lành. Thế nhưng khi những va vấp trong quá trình làm việc khiến bạn tỉnh mộng, hiểu rõ những rắc rối mà bản thân đang phải đối mặt. Nguyệt lệnh lâm thai cho thấy, con giáp tuổi Ất Mão có xu hướng xử lý vấn đề bằng cảm xúc, thiếu đi lý trí sự khôn ngoan cần thiết. Nhưng nếu bạn đủ chậm lại một chút, lắng nghe lời khuyên của mọi người thì sẽ hạn chế được rắc rối, nhất là việc thương thảo hợp đồng. Nếu bạn nóng nảy thì rất khó lưu giữ được ưu thế trên bàn đàm phán. Vì thế, bản mệnh phải chuẩn bị tâm lý trước, hãy bình tĩnh để đối mặt với các tình huống có thể xảy ra. Thiên hình nên con giáp tuổi này có xu hướng xông xáo, nhiệt tình, nhưng dễ cao ngạo nóng nảy, tránh việc phá luật, hãy tuân thủ mọi quy tắc, đề phòng vướng vào rắc rối, ảnh hưởng lâu dài tới cuộc sống của mình.
Người tuổi Ất Mão có một tháng hứa hẹn nhiều tài lộc, bất chấp tình hình ảm đạm chung mà chính tài nâng đỡ để cho nhiều người vẫn có doanh thu đều đặn. Có những người nhận được tiền lãi từ khoản tiền đầu tư trước đây, khía cạnh tình cảm của con giáp Ất Mão không thực sự như ý trong tháng này. Nhất là khi ngũ hành xung khắc tác động, khiến cho bạn dễ xảy ra xung đột với bạn bè, người thân và một nửa của mình. Chi tiết các phương diện cuộc sống như sau. Về mặt sự nghiệp, tử vi tháng 7 năm 2024 tuổi Ất Mão âm lịch, tháng mới con giáp tuổi Ất Mão khó tập trung vì có nhiều vướng bận hay để cảm xúc gây ảnh hưởng. Bạn thường gặp khó khăn trong việc hoàn thành công việc đúng hạn. Bạn là một người nhiệt thành nhưng lại có thói quen làm việc đa nhiệm và mong muốn hoàn thành tất cả mọi việc cùng một lúc. Tuy nhiên, bạn nên dành sự nhiệt huyết và năng lượng của mình để tập trung hoàn thành một công việc cụ thể trước khi chuyển sang đầu việc khác để đảm bảo chất lượng công việc ở mức tốt nhất. Tuổi Ất Mão cần phải lưu ý rằng những chi tiết tưởng chừng như nhỏ nhặt lại có thể trở thành những vấn đề rắc rối. Ở các ngày tiếp theo, đây có thể là sự khác biệt hoàn toàn giữa thành công và thất bại. Trong nhiều tình huống bạn quyết định nhanh chóng vội vàng mà không suy xét, cẩn thận. Tính cách này khiến đôi lúc lở miệng nói ra những lời không hay hoặc tiết lộ bí mật cho người khác. Vì vậy, bạn nên luyện tập sự bình tĩnh, suy nghĩ trước khi nói. Về mặt tài lộc, tử vi tháng 7 năm 2024 của 12 con giáp âm lịch, người tuổi Ất Mão kiên trì với kế hoạch của mình nên có thể kiếm được chút tiền bạc trong tháng này. Nhưng để việc này không còn ăn may thì bạn nên rút kinh nghiệm từ thắng lợi nhỏ vừa qua để có kế hoạch thực hiện mọi thứ bài bản hơn. Thế nhưng, ảnh hưởng của tiểu hao cũng cảnh báo là có khá nhiều khoản chi tiêu như sinh nhật, cưới xin, thăm hỏi người bệnh là những khoản khó tránh nên chúng cũng khiến cho bạn tốn một khoản kha khá. Không những thế có đôi khi chỉ ra buồn, mà tuổi Ất Mão lang thang mua sắm và tiêu tốn nhiều tiền chỉ để bản thân cảm thấy vui và bớt căng thẳng. Xem ra cách này chỉ có tác dụng tạm thời, nhưng lại tốn tiền. Nếu đang có ý định muốn khởi sự làm ăn, thì lúc này chưa phải là thời điểm thích hợp, bạn nên dành thêm thời gian để nghiên cứu đối thủ, tìm ra những điểm nổi trội về sản phẩm của mình để có thể tập trung vào đó nhằm chiếm thị trường, nhìn chung chưa vội chi tiêu quá nhiều ngay lúc này nhé. Về mặt tình cảm, gia đạo, ngũ hành xung khắc khiến cho tuổi Ất Mão và một nửa của mình dễ xảy ra tranh cãi về một vấn đề nào đó, chỉ vì hiểu nhầm ý nhau. Thế nhưng nếu mà đối phương biết nhường nhịn thì căng thẳng sẽ nguôi ngoai nhanh thôi. Thực tế thời gian này, bản mệnh khá nóng nảy nên chỉ có người ấy nhường mới mong êm chuyện. Tháng này có cửu tử bay về phương Tây Nam, bản mệnh có thể sẽ phải đau đầu vì những vấn đề liên quan đến con cái trong tháng này. Về mặt sức khỏe, sự nóng nảy của con giáp tuổi Ất Mão có thể ảnh hưởng vì vấn đề sức khỏe của bạn sau thời gian chịu nhiều áp lực cuộc sống. Bản mệnh nên tìm cách để hạn chế tác nhân gây căng thẳng trong cuộc sống của mình. Tuổi Ất Mão có thể tìm tới yoga hoặc thiền để cải thiện sức khỏe của mình hoặc cả hai khía cạnh bản thân và tâm nhé. Tháng 7 âm lịch, con giáp tuổi Ất Mão cần lưu ý dưỡng đến tỳ vị nhưng cũng hạn chế việc sử dụng nhiều đồ bổ quá béo gây rối loạn tiêu hóa. Tử vi chi tiết từng tuần và cẩm nang vượng vận dành riêng cho tuổi Ất Mão, sinh năm 1975, tháng 7 âm lịch năm 2024 như sau. Tử vi tuần 1, từ ngày mùng 1 đến ngày mùng 7 âm lịch. Được các tinh thái dương hậu thuẫn, công danh sự nghiệp của Ất Mão đang trên đà thăng tiến, vận khí khởi sắc, bạn có thể nhanh chóng vượt qua nhiều thử thách, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ, băng băng tiến bước tới mục tiêu đã định. Nhìn chung tuần này bạn sẽ gặt hái nhiều thành công đấy, nên đừng lơ là nhé. Đường tài lộc của tuổi này cũng rất rộng mở, kinh doanh buôn bán thuận lợi, mọi chuyện suôn sẻ đến bất ngờ. Chính sự nhạy bén của bạn là bí quyết thành công trong công việc và mang lại những thành tựu đáng ngưỡng mộ. Nếu biết chi tiêu vừa phải, bạn hoàn toàn có thể yên tâm với mức thu nhập hiện tại. Tình hình làm ăn kinh doanh, nhìn chung chưa có bước phát triển nào quá đáng chú ý, song an ủi là bạn vẫn kiếm được lợi nhuận đều đều vào thời điểm cuối tuần. Con giáp này cần năng động hơn để bắt kịp với các đối thủ cạnh tranh, đừng biến mình thành người tụt hậu. Phương diện tình cảm đem lại cho bản mệnh nhiều điều buồn phiền và áp lực, bạn cảm thấy cô đơn trong chính ngôi nhà của mình vì không ai được thấu hiểu. Chính vì vậy mà bạn lại càng khép lòng mình hơn. Ngoài ra, sao xấu ngũ quỷ còn khuyên bạn cần phải chú ý đến tình hình sức khỏe, không nên dành quá nhiều thời gian vui chơi hoặc dồn quá nhiều sức lực cho công việc, hãy chăm chỉ rèn luyện thể lực và sinh hoạt điều độ. Có giờ giấc hơn, đừng phung phí sức khỏe của bản thân. Quý nhân, Hợi, Mùi, tiểu nhân, Dậu, Thìn, màu sắc may mắn, xanh lá, vàng, con số may mắn, 10, 56,
82. Tử vi tuần 2, từ ngày mùng 8 đến ngày 15 tháng 7 âm lịch. Xem tử vi tuần mới thấy rằng, nhìn chung tuần này một tuần khá may mắn đối với Ất Mão, bạn không được nhiều cát tinh phù trợ, nhưng bạn làm bao nhiêu hưởng bấy nhiêu, công sức bỏ ra không uổng phí. Đặc biệt, sức người làm công ăn lương dễ nhận được quyết định thăng chức vào cuối tuần. Với người làm ăn kinh doanh, tình hình đầu tuần chính tài và thực thần đã là dấu hiệu cho thấy các khoản đầu tư dù mới hay cũ của bản mệnh đều đang sinh lời. Bên cạnh đó, việc hợp tác kinh doanh với đối tác cũng diễn ra khá suôn sẻ. Sao dịch mã chiếu mệnh cho thấy tuần này để kiếm về tiền bạc nhanh thì bạn sẽ phải di chuyển bôn ba khá nhiều, vì thế bạn không ngại gian khổ nhất thời nếu muốn hướng đến một tương lai tươi sáng. Phương diện tình cảm cũng đem tới cho tuổi này nhiều niềm vui, có thể những hy sinh của bạn từ trước đến nay được gia đình chú ý đến và trân trọng. Mọi người cũng đang đáp lại bạn bằng một tình cảm tương tự, sự nóng nảy của con giáp Ất Mão có thể bị ảnh hưởng bởi vấn đề sức khỏe của bạn. Sau thời gian chịu nhiều áp lực của cuộc sống, bản mệnh nên tìm cách để hạn chế tác nhân gây căng thẳng trong cuộc sống của mình. Ất Mão có thể tìm tới yoga hoặc thiền để cải thiện sức khỏe của mình cả hai khía cạnh thân và tâm nhé. Quý nhân, Tuất, Dần, tiểu nhân, Tý, Ngọ. Màu sắc may mắn, vàng, đen. Con số may mắn, 87, 56, 94. Tử vi tuần 3, từ ngày 16 đến 22 tháng 7 âm lịch. Xem tử vi tuần mới của người tuổi Ất Mão, tuần này bản mệnh nên thận trọng trong mọi việc, bởi hung vận khá lớn gây nhiều trắc trở cho vận trình của con giáp này. Đường tình duyên kém thuận lợi hơn do ngũ hành không ủng hộ, bản mệnh có thể gặp phải những chuyện ngoài mong muốn. Đầu tuần công việc khá vất vả, dịch mã báo hiệu bản mệnh phải di chuyển khá nhiều, do yêu cầu công việc cần thiết, bận rộn và căng thẳng, nếu không có kế hoạch làm việc rõ ràng thì người tuổi Ất Mão rất dễ có thể mắc sai lầm, cố gắng giữ gìn phong độ vốn có. Cuối tuần là thời điểm tốt để những mục tiêu đã đề ra của con giáp này trở thành hiện thực. Chính ấn cát thần luôn tương trợ, hãy tự tin vào năng lực của mình. Trong tuần vận trình tài lộc khá tốt, nhất là những người theo nghiệp kinh doanh, thực thần đảm bảo cho tài lộc dồi dào. Chuyện buôn bán thuận lợi, phát tài, phát lộc. Tuy nhiên, đừng quá vui mừng mà bỏ quên cảnh giác. Bạn cần phải tỉnh táo trong những quyết định sắp tới, chớ tin người quá đáng, cả nể không dám chối từ, mà cuối cùng bản thân phải chịu thiệt. Phương diện tình cảm khá trầm lắng, nếu vợ chồng bạn có khúc mắc gì thì nên lập tức giải quyết, chớ nên cố tình lờ đi, khiến rạn nứt đôi bên ngày một rộng thêm, còn nếu cả hai cùng tích cực và chủ động thì chẳng có khó khăn nào là không thể vượt qua. Quý nhân, Thìn, Hợi, tiểu nhân, Dậu, Tý. Màu sắc may mắn, hồng, trắng. Con số may mắn, 18, 09, 85. Tử vi tuần 4, từ ngày 23 đến ngày 30 tháng 7 âm lịch. Người tuổi Ất Mão tuần này cát lành, phúc khí tới ầm ầm, xua tan những bóng mây đen tối mang theo xui xẻo trước đó, tài lộc đổ về ào ào như nước. Người tuổi Ất Mão có vận trình tài lộc vô cùng hanh thông, người làm kinh doanh phát tài lộc. Thực thần mang tới cho bản mệnh những cơ hội làm ăn hiếm có, đối tác kinh doanh hợp ý, đôi bên hợp tác cùng có lợi, tìm được ý kiến đồng nhất trong quan hệ làm ăn, cùng nhau cố gắng phát triển, mang về lợi nhuận ngày càng tăng cao. Theo dõi tử vi phương Đông, thiên đức giúp cho người tuổi Ất Mão tránh được những cạm bẫy do kẻ xấu bày ra. Thiên quan vẫn đang rình rập, nhưng cát tinh này đã hóa giải được những hung vận có thể xảy tới. Bản mệnh cần phải tập trung vào công việc của mình, chớ nên lo lắng những chuyện bao đồng mà tự kéo thêm phiền phức. Trong chuyện tình cảm tuần này dễ có giận dỗi vô cớ vì sự bất an hiện hữu trong lòng của Ất Mão, hoặc có thể có những hành động của vài thành viên trong gia đình đang dần vượt khỏi sức chịu đựng của con giáp Mão, nên bạn rất dễ bốc hỏa. Trong tuần này hãy chú ý tới điểm yếu này của bản thân, đây chính là lúc bạn nên khéo léo đề cập đến những vấn đề đang xảy ra, tránh trường hợp khi mọi thứ đã đi đến mức không thể kiểm soát. Sức khỏe của bản mệnh có dấu hiệu giảm sút, nhất là khi chịu ảnh hưởng tiêu cực của ngũ quỷ. Do đó, bạn nên lưu ý không được chủ quan, nếu có bệnh thì nên chạy chữa sớm nhé. Quý nhân, Hợi, Mùi, tiểu nhân, Dậu, Thìn. Màu sắc may mắn, xanh lá, vàng. Con số may mắn, 67, 82, 90. Quý khán giả thân mến, các vật phẩm phong thủy không chỉ là những món đồ trang trí mà còn mang trong mình những ý nghĩa tinh thần sâu sắc. Chúng được lựa chọn dựa trên nguyên tắc của ngũ hành và sự tương tác của năng lượng trong tự nhiên để tạo ra sự cân bằng và hỗ trợ cho cuộc sống của chúng ta. Mặt khác, vật phẩm phong thủy là những món đồ tinh thần mang lại sự hỗ trợ và động viên trong mọi khía cạnh của cuộc sống, là biểu tượng của niềm tin, hy vọng,
luôn đồng hành cùng chúng ta trên hành trình phát triển và thành công. Dưới đây là gợi ý các vật phẩm phong thủy từ Minh Đường Tử Vi mà bản mệnh tuổi Ất Mão sinh năm 1975 có thể cân nhắc để mang về bình an và giải trừ vận hạn cho bản mệnh, cụ thể như sau. Phật bản mệnh Văn Thù Bồ Tát. Phật bản mệnh Văn Thù Bồ Tát thường được coi là biểu tượng của sự êm ấm, đoàn kết và tình thương. Đối với những người mang mệnh thủy, có khả năng thích nghi và biến đổi, tượng Bồ Tát này có thể thúc đẩy tinh thần tương thân tương ái và lòng nhân ái, khuyến khích họ đối xử tốt với mọi người xung quanh. Đồng thời, nó cũng thể hiện ý nghĩa về hạnh phúc đích thực không chỉ nằm trong việc tích lũy vật chất mà còn nằm trong việc lan tỏa tình thương và hy vọng cho mọi người. Tượng Phật bản mệnh Văn Thù Bồ Tát cũng có thể giúp người sinh năm 1975 duy trì sự thăng bằng và lạc quan trong cuộc sống. Với tính cách biến hóa và thích tham gia vào cuộc sống sôi nổi, họ có thể tận dụng tinh thần của Bồ Tát để vượt qua khó khăn và tìm thấy niềm vui trong mọi tình huống. Tỳ hưu thường được coi là một phép bình an và may mắn trong cuộc sống. Với tính cách thích tham gia vào cuộc sống nhiều biến đổi, người sinh năm 1975 có thể tận dụng sức mạnh của tỳ hưu để thu hút may mắn và bảo vệ khỏi những rủi ro không mong muốn. Đồng thời, tỳ hưu cũng có thể giúp họ duy trì tâm hồn bình an và tĩnh tâm giữa những thách thức cuộc sống. Thuyền buồm phong thủy. Thuyền buồm thường được hiểu là biểu tượng của việc vượt sóng gió cuộc sống và tiến xa hơn. Với sự linh hoạt và khả năng thích nghi của những người sinh năm 1975, thuyền buồm phong thủy có thể thúc đẩy họ đối mặt với khó khăn một cách tự tin và tạo ra cơ hội mới trong cuộc sống. Nó cũng thể hiện ý nghĩa về việc khám phá và mở rộng giới hạn bản thân, đồng thời giúp họ duy trì động lực trong việc đạt được mục tiêu. Đặt thuyền buồm trên bàn làm việc hay trên tủ với ý nghĩa thuận buồm xuôi gió, mang lại nhiều thành công, thắng lợi lớn. Tượng mèo phong thủy. Tượng mèo phong thủy với những đặc điểm thông minh, kiên trì và thân thiện, không chỉ gần đối với con người mà còn mang trong mình nhiều ý nghĩa quan trọng trong lĩnh vực phong thủy. Đặt tượng mèo trên bàn làm việc để thu hút vượng khí và cát tường vào cuộc sống của mình. Tượng mèo cũng thể hiện sự thông minh và kiên trì, khuyến khích họ duy trì tinh thần nỗ lực và không ngừng phấn đấu. Một khía cạnh độc đáo của mèo có khả năng nhìn thấy những thứ siêu nhiên và luồng khí xấu. Điều này giúp loại bỏ những yếu tố tiêu cực, mang lại bình an và may mắn cho chủ nhân. Đặt tượng mèo phong thủy trên bàn làm việc còn có thể giúp họ tránh xa nạn tiểu nhân và tạo cơ hội cho mối quan hệ trong kinh doanh thăng tiến. Thiềm thư phong thủy bổ trợ cho tuổi Ất Mão 1975. Thiền thư hay cóc ba chân có năng lực chiêu tài rất tốt và ngoài ra còn có thể hóa sát tiểu nhà. Vì thế, với người Ất Mão, khi đặt thiềm thư trong nhà sẽ hô hút tiền tài và sự bảo vệ, ngoài ra còn giúp gia chủ ngăn chặn các vận xấu liên quan đến việc thất thoát tiền bạc. Cá phong thủy. Phong thủy bổ trợ cho tuổi Ất Mão 1975. Cá phong thủy biểu tượng cho sự may mắn, giàu sang và phú quý. Đương nhiên là một trong những linh vật không thể thiếu để gia chủ thu hút tài lộc và phú quý. Để thịnh vượng và sự nghiệp phát triển, Ất Mão nếu có cá phong thủy trong nhà sẽ phát tài phát lộc, sự nghiệp tiến lên, tiền bạc đầy túi. Sư tử phong thủy bổ trợ cho tuổi Ất Mão 1975. Nếu đang gặp sát khí cũng như vận hạn, tuổi Ất Mão có thể sử dụng tượng sư tử phong thủy để hòa giải sát khí, đón tài lộc, hóa giải vận hạn. Ý nghĩa của nó đối với tài khí chính là ở điểm có thể bài trừ trở ngại tiền tài, làm cho việc kinh doanh được tăng trưởng. Voi phong thủy bổ trợ cho tuổi Ất Mão 1975. Voi có nhiều ý nghĩa trong phong thủy, có thể để đem lại may mắn, phú quý, bình yên cho gia chủ và gia đình. Khi sử dụng, Ất Mão có thể cải thiện về khả năng sinh con trai, giúp hài hòa năng lượng xấu trong nhà ở và con bảo trợ, bảo vệ tài sản nếu sử dụng hợp lý. Nhân sinh cảm ngộ. Quý vị thân mến, ở phần cuối của chương, Trình Minh Đường Tử Vi xin gửi tới quý vị những lời chia sẻ Phật dạy và triết lý nhân sinh cảm ngộ tới lòng người. Để cuộc sống được bình an, hạnh phúc hơn đến tuổi xế chiều, Ất Mão có 10 điều cần nhớ kỹ để cuộc sống giữ được thăng bằng nhé. Khi ở tuổi xế chiều sẽ là vô ích nếu bạn vẫn còn bận tâm đến kiếm tiền và dành dụm. Thay vào đó, hãy tận hưởng cuộc sống hồn nhiên như những năm tháng đầu đời, đừng bao giờ nghĩ mình phải để lại tất cả những gì đã kiếm được cho con cháu. Chớ nên lo lắng về những điều sẽ xảy ra với các con mình, cũng đừng lo sợ bản thân bị đánh giá thế nào, bởi khi đã trở về với cát bụi rồi, bạn sẽ không còn nghe thấy bất cứ lời khen tiếng chê nào nữa, thời gian bạn có thể sống vui vẻ trên đời, có thể kiếm tìm của cải cũng sẽ chấm dứt. Vậy phải làm sao đây? Xin hãy ghi nhớ 10 điều sau để cuộc sống về hưu không mất đi trọng tâm, để hưởng thụ các tháng ngày còn lại một cách an lành, hạnh phúc. 1. Hãy học cách đối xử với bản thân tốt một chút,
khoản gì cần chi tiêu hãy cứ mạnh dạn chi tiêu, điều gì đáng được hưởng thụ hãy cố gắng hưởng thụ. Đừng để sự hà tiện tiết rẻ khiến bạn lỡ đi những cơ hội vui sống cuối đời. Một ngày kia khi số mệnh đã điểm, bạn sẽ mất đi tất cả. 2. Con cái đều đã lớn, chớ làm nô lệ cho chúng. Hãy giữ mối quan hệ với con cái, yêu thương và giúp đỡ khi cần, nhưng đồng thời hãy bằng lòng với số của cải bạn đã dành dụm cho chúng. Cuộc sống dài hơn cuộc lao động, hãy nghĩ đến việc nghỉ hưu sớm nhất khi có thể và bằng lòng với những tiện nghi hiện tại. Đừng kỳ vọng quá nhiều vào con cái bạn, đa phần con cái đều yêu quý cha mẹ, nhưng chúng còn quá bận rộn với công việc, mái ấm riêng và những ràng buộc khác, bạn hãy học cách tin tưởng con cái. Hãy tin rằng chúng sẽ tự biết chăm lo cho cuộc đời của bản thân. Cháu tự có phúc của chúng, đừng vì chúng mà mãi làm thân trâu ngựa, hãy học cách dần dần buông tay. 3. Hãy sống vui vẻ tận hưởng những tháng ngày tươi đẹp trên cõi đời này, cũng đừng so sánh công danh, địa vị lợi lộc, chớ băn khoăn làm sao để con cái được xuất sắc như người khác. Bạn chỉ nên so sánh mình xem có thể sống vui khỏe mạnh và trường thọ hay không, như vậy là đủ. 4. Năng lực của mỗi người đều có, bởi chúng ta không phải là siêu nhân, đối với những việc ta vốn bất lực không thể thay đổi, thì đừng nên quá bận tâm chấp nhất, mọi sự tình đều có quy luật an bài của trời đất. Dù bạn có bận tâm tới đâu cũng vô dụng, ngược lại chỉ khiến thân tâm khó nhọc, tinh thần bản thân suy nhược mà thôi. 5. Về cơ bản khi về già, bạn vẫn chỉ có thể tự lực cánh sinh dựa vào chính mình mà thôi, đừng ảo tưởng hy vọng quá nhiều vào người khác, đừng cầu mong sự trả ơn giúp đỡ của họ. Đối với con cái, tiền bạc của bạn đương nhiên là của chúng, nhưng tiền bạc của chúng ngược lại chưa chắc đã phải là của bạn, hãy tỉnh táo trong chuyện này. 6. Hãy tự học cách tìm một người tri kỷ để làm bạn, bởi chỉ có bạn bè mới là người đồng hành tốt nhất trong những năm tháng về sau. Con cái dù có tấm lòng hiếu thuận tới đâu, nhưng những lo toan cuộc sống cũng sẽ quên hết sự quan tâm của chúng. Con không phải lúc nào cũng luôn ở cạnh ta, hãy học cách tự tìm người đồng hành để san sẻ cùng bạn những niềm vui, nỗi buồn. 7. Hãy bằng lòng với những gì bạn đang có và những gì có xung quanh bạn. Cũng đừng quên bạn bè họ chính là tài sản của cuộc đời bạn. Hãy giữ mối quan hệ bạn bè lâu dài. Hãy tôn trọng một số nguyên tắc cơ bản, chịu khó lắng nghe, không ngắt lời chớ nhạo báng. Hãy cho đi mà không bận tâm đến nhận lại. Hãy trả lời câu hỏi chứ đừng phản đối. Hãy tha thứ chứ đừng trách cứ, và đã hứa thì không được quên. Như thế bạn sẽ không bao giờ cô đơn. 8. Đừng tiếp tục lãng phí sức khỏe để đánh đổi lấy những vật ngoài thân, tiền dù có nhiều đến đâu, cũng không mua nổi sức khỏe, đánh đổi sức khỏe để kiếm được càng nhiều tiền, càng rốt cuộc cũng chỉ để mua một đống thuốc. Hãy biết đủ làm vui, trân trọng sức khỏe bản thân, khi nào thì chúng ta ngừng kiếm tiền, bao nhiêu tiền là đủ, 1 triệu, 10 triệu hay 1 tỷ. Từ hàng ngàn hecta ruộng đất, bạn cũng chỉ ăn được chút ít rau quả và một nửa chiếc bánh mì mỗi ngày, từ vài ba căn nhà bạn đã xây. Thực tế là bạn chỉ cần vài mét vuông để ở, một chỗ ngủ và một chỗ tắm và một số làm bếp. Hà cớ gì phải truy cầu tham lam đuổi theo hết thảy thứ này đến thứ khác trong đời, chỉ cần sống vui vẻ, hạnh phúc là được phải không? 9. Hạnh phúc là tự mình cố gắng tạo nên, vui vẻ cũng là tự mình tìm kiếm, biết giữ một tâm trạng luôn thoải mái yên ổn, thì mỗi ngày mới chính là một ngày vui, mỗi chuyện lướt qua tầm mắt mới nhẹ nhàng thanh thản. 10. Hãy giữ gìn thật tốt trạng thái tinh thần vui vẻ thì bệnh mới không tới, tinh thần tốt hơn thì bệnh mới có thể sớm khỏi, hãy lên cho mình một kế hoạch và chờ đợi những ngày tiếp theo. Một ngày sống không có phút giây nào vui vẻ, là một ngày bị mất đi đầy uổng phí, một ngày dù chỉ có một giây phút vui vẻ ngắn ngủi, cũng được lợi biết bao. Một tâm hồn lạc quan giúp chữa lành bệnh tật nhanh chóng, một tâm hồn hạnh phúc thì không có căn bệnh nào chữa cả, hãy ra ngoài thường xuyên đi dưới ánh mặt trời, ăn nhiều thực phẩm có chứa vitamin và khoáng chất. Hãy vượt qua mọi trở ngại để sống thêm nhiều năm với thể lực và sức khỏe dồi dào, và cuối cùng hãy nhớ bằng lòng với những gì mình đang có trong tay. Vâng, quý vị thân mến, trên đây là những chia sẻ rất tâm huyết đến từ ban biên tập chương trình về tử vi tháng 7 âm lịch năm Giáp Thìn 2024 của tuổi Ất Mão, sinh năm 1975. Minh Đường Tử Vi rất mong rằng quý vị sẽ có một tháng nhiều may mắn, gặt hái nhiều thành công và làm giàu cho bản thân mình, cho xã hội. Minh Đường Tử Vi vô cùng cảm ơn quý vị đã quan tâm và theo dõi chi tiết hết video. Mọi ý kiến đóng góp và thông tin cần được tư vấn hỗ trợ, vui lòng comment ở bên dưới và bình luận. Ban biên tập chương trình sẽ tư vấn và giải đáp miễn phí trong thời gian sớm nhất. Mến chúc quý vị luôn mạnh khỏe, hạnh phúc, giàu có và thành công hơn nữa trong cuộc sống của mình. Chương trình đến đây là hết.
Xin chào và hẹn gặp lại trong những chương trình lần sau.